Triệt lông nó mang lại hiệu quả rất là cao so với tẩy lông, wax lông hay là tẩy lông bằng cream. Thì cái triệt lông, cái Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với Sex Edu by Trang, và mình là Trang, là host của kênh này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì suốt những khoảng thời gian vừa qua luôn luôn yêu thương tụi mình và luôn luôn trân trọng tụi mình ha. Đừng quên like, share, subscribe kênh của tụi mình để tụi mình có thể chia sẻ với mọi người nhiều kiến thức hơn nữa, và mọi người cũng có thể cập nhật được nhiều video sớm nhất và hiệu quả nhất. Thì hôm nay tụi mình mời đến đây là ai đây? Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Nguyễn Duy Mỹ Ngọc, hiện là bác sĩ chuyên khoa da liễu. Thì Ngọc là bác sĩ da liễu, tại sao mà hôm nay Trang quyết định là phải mời Ngọc tới đây để mà giúp mọi người một số những vấn đề, đó chính là vấn đề về lông. Thì rất là nhiều người nhắn tin cho bên fanpage và trên show luôn rằng là họ có những cái khó khăn trong cái việc là lựa chọn là triệt lông hay là cạo lông, hay là có thể là sử dụng cream là dạng kem để mà triệt lông. Thì ngày hôm nay là Ngọc sẽ cùng Trang giải quyết hết tất cả những cái vấn đề mà mọi người đã hỏi trong suốt khoảng thời gian vừa qua ha. Thì Ngọc ơi, bình thường mà nếu mà mình muốn tẩy lông đi, bây giờ mình nói để mất đi cọng lông đi, được chưa? Để mất đi cọng lông thì thường bây giờ mình sẽ có bao nhiêu cách để mất lông? Thật ra thì có rất là nhiều cách để mà mình dọn đi cái phần lông trên cơ thể của mình. Thì mình sẽ đề cập tới bốn cái phương pháp mà gọi là bốn phương pháp chính để mà tẩy lông. Thì thứ nhất nó là cạo lông, thứ hai là tẩy lông bằng cream, thứ ba là wax lông, và thứ tư là triệt lông. So mà nếu mà cạo lông đi thì vậy nè, cái câu hỏi mà cạo lông mà được nhiều người hỏi nhất đó là tại sao cạo lông thì em thấy rằng là sau khi cạo lông xong thì lông em nó bị đen hơn, nó nhiều hơn. Thì Ngọc có thể giải thích cho mọi người rằng là thật ra nó có làm cho mình bị đen hơn và bị kiểu giống như là bị nhiều lông hơn không? Thì thật ra cái lông mà nó mọc dày và dài hơn là thật ra là do tùy thuộc vào cái nội tiết tố ở trong cái cơ thể của mình. Còn nếu mà các bạn sau khi mà các bạn cạo lông xong, các bạn thấy nó cái lông nó dài hơn và nó dày hơn, nó là do cái bản chất cái sợi lông là nó sẽ to ở cái phần gốc và nó sẽ thon gọn gần ở lên tới phần ngọn. Và khi mà các bạn cạo lông thì các bạn vô tình cắt ngang cái phần giữa của sợi lông, và nó sẽ tạo ra một cái bề mặt sắc nhọn. Và khi mà cái sợi lông nó mọc dày hơn thì mình sẽ tạo cho mình cái cảm giác là cái lông nó dày. Vậy tức nghĩa thật ra nó không phải ở cái chuyện là làm cho cọng lông dày hơn, mà là do khi mà nó cắt ngang thì lông vẫn tiếp tục mọc thẳng lên như vậy. Đúng rồi. Nên sẽ nhìn cọng lông nó sẽ nhìn nó dày hơn. Đúng thôi rồi. Chứ thật ra là bản chất không có phải là như vậy. Đúng rồi, cái sợi lông nó bị mất đi cái hình dáng là thon gọn tự nhiên ban đầu của nó. Vậy thì đó cũng là lý do tại sao mà rất nhiều bạn nghĩ rằng là wax lông sẽ làm cho lông nó mịn hơn, đúng không? Vì khi mà wax lông thì wax cả luôn cái đúng gốc rồi, lên. Nó đi hết cái gốc luôn. Thì đến lúc mà mọc ra thì nó cũng sẽ mọc ra theo cái đúng theo cái hình thù của lông là sẽ to ở dưới gốc và nhỏ lại phần đúng, ở trên ngọn. Chính xác. Vậy là mọi người hiểu được cái chuyện là nó không phải làm cho lông các bạn đen hơn đâu, mà là do cái cách mà chúng ta cắt ngang lông như vậy cho nên nó mới làm cho nó đen hơn thôi. Vậy thì ngoài cái vấn đề đó ra thì sẽ có một số bạn bảo rằng là khi wax lông đi, hay là ngay cả khi cạo lông luôn, hay là cả khi gọi là dùng cream luôn á, thì sẽ làm cho cái lần sau mọc lên nó sẽ nhiều lông hơn. Cái đó có phải là sự thật không? Thật ra đó là không phải không có đúng là như vậy. Tại giống như là hồi nãy là Ngọc có giải thích rồi đó, là nó là tùy thuộc vào, tại vì khi mà đặc biệt là ở các bạn mà ở cái độ tuổi dậy thì á, thì khi mà cái nội tiết tố trong cơ thể của mình nó sẽ thay đổi rất là nhiều, nên nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mọc lông của các bạn. Và khi mà các bạn là đã qua cái độ tuổi dậy thì, ở độ tuổi trưởng thành rồi á, thì các bạn cạo lông hay wax lông thì cái sợi lông nó cũng sẽ như vậy thôi, tức là nó sẽ không thể nào mà mọc dày hơn được. Tại vì nếu mà mọi người mà cạo lông mà hay wax lông mà lông mọc dày nhiều hơn thì mọi người thành khỉ đồ hết rồi. Chính xác. Thì mình cứ nghĩ là trên người mình nó có bao nhiêu cái nang lông đó thôi, thì đúng nó rồi. Cũng sẽ có bấy nhiêu cọng lông đó thôi, đúng không? Chỉ là cái cách mà mình dọn nó như thế nào thì đúng, cái hình thù của nó ra, ví dụ như nếu mà cạo thì sẽ bị cắt ngang lông thì nó dày hơn thôi, đúng không nè?
Vậy thì rất là hay để hiểu được chuyện này, và mong rằng là tới cái câu hỏi này đã trả lời được rất là nhiều bạn về cái việc là thật ra việc cạo lông hay là việc wax lông cũng không làm cho các bạn có nhiều lông hơn đâu. Chỉ có điều là cạo lông thì cắt ngang thân lông sẽ làm cho lông nhìn to hơn và dày hơn. Nhưng mà nếu mà bạn wax lông thì lông nó sẽ được mọc theo cái cách bình thường mà nó mọc. Chính vì vậy mà nhìn nó sẽ nhìn mọi người cứ tưởng là nó mỏng, thật ra thì nó cũng như vậy thôi. Đúng chứ rồi. Nó không khác gì hết. Vậy thì nếu mà đối với cạo lông thì bình thường trung bình là bao nhiêu lâu thì lông sẽ mọc lại? Đối với cạo lông á, lông mọc lại rất nhanh, khoảng là từ 2 tới 3 ngày là lông sẽ mọc lại liền luôn. Và với lại có một số khuyết điểm của cái việc cạo lông là khi mà các bạn cạo lông á, nó sẽ làm cho mình da của mình nó bị thâm, tại vì cái chân lông nó không được dọn sạch nên mình nhìn lên cái làn da của mình nó sẽ cảm thấy rất là tối màu. Đó là lý do tại sao mà cũng rất là nhiều bạn bảo rằng là mỗi lần wax xong á là về nhà thoa kem dưỡng là thôi nứt dách luôn, là kiểu như rất là cảm thấy rất là đẹp luôn. Đúng rồi. Là vì lúc đó chân lông đã đi hết rồi. Đúng nên rồi. Rình rất là đẹp. Và cũng có rất là nhiều bạn á có cái suy nghĩ là vậy nè, tại sao mà mỗi lần em dọn bikini của em mà em cạo bikini là cái phần tam giác quỷ của tất cả mọi người đó thì hả lại cảm thấy là cái cô bé của mình nó màu nó tối quá. Đúng rồi. Nhưng mà thật ra nếu mà giống như là bác sĩ Ngọc đã nói thì các bạn cũng thấy là vì các bạn cạo lông đi thì nó không mất đi cái chân lông, thì nhìn cái cô bé của bạn vẫn sẽ bị tối màu chứ không thể sáng màu được. Đúng, chính xác. Vậy thì đối với lại dùng cream thì như thế nào ha? Dùng cream thì sẽ khoảng tầm bao lâu thì sẽ lên? Thật ra cái dùng cream thì nó cũng sẽ tương tự như việc cạo lông, nhưng mà nó sẽ lâu hơn cạo lông một chút. Tại vì khi mà người ta dùng cream á, khi mà để cái cream lên da thì các bạn khi mà quét ra thì hy vọng là cái đối với cái vùng mà da lông nhuyễn, thật ra thì cái cream nó sẽ tác dụng tốt đối với những cái loại mà lông là loại lông nhuyễn thôi. Còn lông đen dày thì nó sẽ hiệu quả không cao. Còn nếu mà các bạn xài cream trên cái vùng da mà có lông nhuyễn thì nó sẽ khoảng một tuần là được một tuần là sẽ lên lại. Đúng rồi. Nhưng mà đối với lại vùng da lông mà lông dày á thì nó sẽ lên nhanh như là cạo luôn. Đúng rồi. Và thật ra đối với cái vùng mà bikini á thì mình khuyến cáo các bạn không nên xài cream, tại vì thứ nhất là nó sẽ không có sạch hết, cái thứ hai là cái vùng da bikini là cái vùng da rất là nhạy cảm và nó rất là dễ bị kích ứng. Khi mà các bạn thoa cái cream lên là nó sẽ, đối với một số bạn có làn da nhạy cảm á, nó sẽ rất là rát và rất là khó chịu. Và bên cạnh đó là cái cream á thì cái mùi nó khá là hôi. Đúng, chính xác luôn. Thật sự là cream thì mùi nó khá là hôi cho nên là nó sẽ làm cho mình cảm thấy bị ám ảnh cái mùi luôn á. Với bên cạnh đó là khi các bạn xài cream á, nó có một cái khó ở chỗ là khi các bạn rửa, các bạn phải rửa rất là nhiều lần thì nó mới sạch được cái cream. Còn không là các bạn sẽ vẫn cảm nhận được cái cream nó kiểu như nó vẫn còn quanh đây luôn á. Còn đối với lại, nếu mà đã nói về cái việc bikini ở cream thì mình quay lại cái phần cạo một tí đi. Vì nếu mà cạo bikini á thì Ngọc nghĩ là có nên khuyên các bạn là sử dụng một cái số cream nhất định không? Bởi vì thật ra là người Việt Nam của mình á, tính ra là da của mình là không có quá nhạy cảm như là các bạn người da trắng nha. Ví dụ như người da trắng mà để cho các bạn cạo mà không sử dụng cream á là các bạn sẽ bị đau và bị đỏ. Nhưng mà ở người Việt Nam mình thì mình thấy có rất là nhiều người họ có thể cạo mà coi như là cạo sống luôn á, là họ cạo không cream luôn, mà như vậy thì cũng không tốt tí nào cả. Thì Ngọc nghĩ là nên sử dụng cái gì để mà dùng để cạo? Thật ra thì khi mà mình cạo lông thì mình, nhất là cái vùng bikini, mình nên chọn cái loại dao, đầu tiên là phải cái loại dao thích hợp. Cái loại dao bạn nên mua cái dao cạo dành cho phụ nữ thì cái lưỡi dao nó sẽ ít bén hơn là dao cạo thông thường. Và mình nên chọn cái loại dao cạo mà nó có cái đầu xoay. Cái đầu xoay nối giữa cái thân với lại cái lưỡi dao á. Thì khi mà cái lưỡi dao nó di chuyển lên cái phần da của mình nó sẽ linh hoạt hơn. Tức nghĩa là nó sẽ có thể đi lên và đi xuống như vậy. Đúng hơn. Rồi. Nó sẽ tránh bị chày xước. Và bên cạnh đó khi mà trước khi cạo á thì mình nên tẩy da chết. Một trước. Đúng rồi, tẩy da chết. Và khi mà các bạn dùng kem tẩy da chết thì nên dùng cái loại mà dành cho mặt ấy.
tại vì cái vùng da mặt nó nhạy cảm thì giống... cái bikini cũng vậy. Đó, vậy là tức nghĩa là sẽ dùng cái tẩy tế bào chết. Đây là một cái tip nha, mà bản thân của Trang cũng chưa hề biết cái tip này, bao giờ nhờ Ngọc mới biết đó. Tức nghĩa là đầu tiên là mình phải tẩy da chết trước. Đúng rồi. Sau đó là chọn một cái loại dao cạo phù hợp. Đúng rồi. Rồi sau đó là mình sẽ dùng cái bọt cạo. Cái bọt cạo, hoặc là nếu mình các bạn không có điều kiện để mua cái bọt cạo thì các bạn có thể xài kem xả tóc cũng được nữa. À, kem xả tóc cũng được luôn. Ok. Thì nếu mà mình xài cái kem đó thì nó sẽ mượt hơn và nó sẽ tránh, khi mà mình cạo nó sẽ tránh được cái sự chảy xước hơn so với lại là cạo sống, cạo bình thường. Còn nếu mà đối với lại giữa cái bọt cạo với lại giữa kem ủ tóc á, thì bọt cạo chắc chắn là tốt hơn. Đúng hơn rồi. Tại vì sao, có thể nào biết là tại vì sao mà nó lại tốt hơn không? Ví dụ tại như vì cái bột cạo đó, cái bọt cạo đó là nó chuyên dùng dành cho cái để mà tẩy lông tóc. Khi mà để cạo ấy, thì nó sẽ có một số thành phần nó tốt hơn là cái kem xả. Tại vì kem xả mình dùng để cho người ta dùng cho tóc ở trên đây. Thì có một số bọt cạo nó sản xuất dùng để cho cái vùng da nhạy cảm á, thì các bạn có thể Google thì nó sẽ ở ngoài thị trường bán rất nhiều. Vậy ok, vậy tức nghĩa là nếu như các bạn đã quyết định chọn cạo rồi thì phải nhớ ba chuyện. Đầu tiên là tẩy tế bào chết bằng cái dung dịch, hoặc là bằng cái cream, hoặc là bằng cái loại mà tẩy tế bào chết cho da mặt á, dùng tẩy tế bào chết khu dưới trước. Còn nếu mà da bình thường thì các bạn có thể sử dụng tẩy tế bào chết bình thường, sau đó là các bạn sẽ mua một cái dao cạo phù hợp để mà làm cho từng vùng khác nhau, đúng không? Nó mới tính ra là cơ thể bình thường thì có thể sử dụng dao cạo bình thường được. Đúng rồi, nhưng mà bikini là nên mua cái loại nào mà nó có khả năng di chuyển. Đúng rồi, lên xuống như thế này. Lên chuyển. Đó, rồi sau đó là các bạn sẽ dùng cream. Thì có thể cream thì sẽ có hai dạng, một là những cái bạn nào mà có điều kiện thì xài loại tỏi bò, còn những bạn nào không có điều kiện thì các bạn có thể sử dụng kem xả ha. Thì đây là cái đầu tiên mà nói là về coi như là cạo chi tiết luôn á, là coi là chi tiết của phần cạo rồi. Nhưng mà qua cái phần cream á, thì quay lại phần cream một tí á, thì đối với Ngọc thì Ngọc có thấy là cái phần cream có, Ngọc có sao ta, có khuyên mọi người nên sử dụng cream hay không, hay là nên bỏ nó qua một bên luôn? Thật ra đối với xài tẩy lông mà bằng cream ấy thì mình có thể xài cho chân nè, cho vùng nách, cho tay đều được hết. Thì nó rất là tiện, tại vì và nó sẽ tránh được cái việc chảy xước so với lại cái việc cạo lông. Nhưng mà chỉ có điều là cream thì các bạn không nên dùng cho vùng bikini. Thật ra thì có rất là nhiều người bạn, nhiều người nhắn tin hỏi mình luôn, thì mình thì vẫn, tức là đối với Trang thì Trang vẫn cho người ta lựa chọn là chọn rằng là họ quyết định là họ sẽ vào, họ chọn, họ tẩy thì nó sẽ hơi kích ứng, có thể khả năng sẽ hơi kích ứng. Còn nếu không á, thì họ nên đi wax hoặc là đi triệt luôn. Thì mình luôn luôn khuyên họ như vậy. Nhưng mà có rất là nhiều bạn vì kinh tế chưa có nên bạn lại quyết định là chọn dùng cream hơn là đi wax hay là đi triệt, hay là cạo thì bạn lại nghĩ là cạo thì sẽ làm cho dày và to hơn nên bạn không có muốn cạo. Ok, nếu mà như vậy á thì qua cream rồi thì mới thấy được là cream sẽ tốt hơn là dành cho các vùng da như nách, tay và chân. Các bạn sẽ ok hơn rất là nhiều. Cộng thêm là cái mùi đó trên tay chân, các bạn có thể tắm cho nó dễ, chứ cái mùi đó mà nó ám xuống dưới thì nó cũng hơi khó chịu. Mùi đó rất là giống như mùi thuốc làm tóc luôn á. Thật sự rất là giống mùi thuốc làm tóc. Rồi bây giờ sau khi mà mình đi qua cái thằng cream rồi, bây giờ mình sẽ tới bạn wax, đúng không? Wax thì theo Ngọc á, thì Ngọc có lời khuyên gì ở wax cho mọi người, và nó có cách thức như thế nào, nó muốn wax thì nên làm như thế nào hay không? Đối với mà wax lông là cho body, cho tay chân thì các bạn có thể tự làm tại nhà cũng được, ok, không sao hết. Nhưng mà đặc biệt đối với lại cái vùng bikini á, thì mình nghĩ là các bạn nên mà đi ra ngoài tiệm spa uy tín để mà người ta làm cho mình. Tại vì nếu mà các bạn không cẩn thận, tại vì cái wax nó sẽ phụ thuộc vào kỹ thuật rất là nhiều, và cái độ nóng của cái sáp nữa. Nếu mà mình không cẩn thận nó sẽ gây bỏng. Và mình khi mà mình làm á, nó nhiều khi mình không có cẩn thận, mình nó tẩy cái nó là ở cái vùng ở dưới nên mình rất là khó quan sát, và nếu mà mình làm không cẩn thận thì có thể là gây thương tích cho cái em gái của mình. Tức là nó sẽ bị tứa máu luôn. Đúng rồi. Nó sẽ có những lúc mà bị tứa máu. Và nó rất là đau. Chính xác. Với lại thêm một cái nữa là trong cái wax á, thì mọi người thì biết là nó sẽ có wax lạnh và wax nóng. Thì đối với lại Ngọc là Ngọc vừa nói là đó là wax nóng. Vậy đúng thì nếu như các bạn nói là ok em không có sợ, nếu mà không
không muốn nóng, em sử dụng wax lạnh thì như thế nào? Thật ra nó là tương tự như nhau hết. Tại vì nếu mà đặc biệt là khi mà các bạn wax, trước khi các wax á, thì các bạn nên tắm bằng nước nóng để cho các lỗ chân lông nó nở ra thì các bạn nó sẽ đỡ đau được một tí. Đỡ đau hơn một tí. Ok. Nếu mà tính ra như vậy thì tốt nhất là wax bikini, các bạn nên đi ra ngoài nên wax ra ngoài tiện cho ok nó. Còn nếu không là wax tay chân thì có thể tự mua về để mà wax được. Đúng thì rồi. Thấy như vậy thì cũng rất là hợp lý. Nhưng mà có nên là, ví dụ như có nên là trước khi mà mình wax thì mình cũng nên tẩy tế bào chết như là mình sử dụng khi mà mình cạo hay không? Các bạn chỉ cần tắm rửa sạch sẽ là được và tắm nước nóng. Rồi sau đó, nhưng mà sau khi mà các bạn wax xong rồi ấy, các bạn không nên đưa bất cứ một cái mỹ phẩm nào lên cái vùng da vừa mới wax, tại vì lúc đó da rất là mỏng và nhạy cảm. Nếu mà sử dụng kem dưỡng thì như thế nào? Kem dưỡng ok, kem dưỡng, nhưng mà các bạn dùng cái gel, có thể dùng gel lô hội hoặc là những cái lotion nào cũng được hết, nhưng mà phải dành cho da nhạy cảm. Tức nghĩa là khi các bạn sau khi wax thì các bạn phải sử dụng những cái loại cream dưỡng ẩm hoặc là cấp nước gì đó, nhưng mà nó phải là dành cho da nhạy cảm. Đúng. Thì cái mà dành cho da nhạy cảm á thì quan trọng nhất là không có cồn, đúng không? Không có cồn, không hết. Không có cồn tức chất là tạo mùi. Dạ, không có chất tạo mùi, tức nghĩa là không có hương, cái đó gọi là ta. Thì cái dạng này các bạn không nên dùng loại nào mà trong thành phần có hương liệu và có cồn, là hai cái này là hai cái rất là lớn luôn mà mọi người cần để ý. Cho nên là thật ra thì đối với lại cái này thì các bạn có thể lên, mình thấy là trên cái kênh của bạn Komi Duy á, bạn nó có một cái website mà để đọc các cái thành phần á, các bạn có thể đưa cái tên nó vào và tìm cái thành phần để coi nó có cồn hay không và nó có hương liệu hay không trước khi các bạn quyết định là các bạn apply, tức là bạn xức lên da của mình thì nó sẽ tốt hơn. Và nếu như mà thật ra mà nói, nếu mà sử dụng đúng loại kem dưỡng á, thì sau khi mà wax xong á, mình sử dụng kem dưỡng lên thì nó sẽ rất là mịn luôn ha, tại vì đúng, lúc đó da nó đã mỏng đi khá rồi. Là nhiều đúng không? Và sờ rất là sướng. Sờ rất là mịn, rất là mềm, nhưng phải nhớ các bạn phải dùng đúng cái kem dưỡng nha. Như cổ nhắc lại một lần nữa để mọi người không quên, không cồn và không hương liệu, chính xác. Rồi, vậy thì sau khi mà wax như vậy xong thì mình sẽ tới vấn đề triệt. Cái vấn đề triệt thì triệt lông hiện tại bây giờ, nói thiệt ra nếu mà hỏi Trang rồi, nếu mà khuyên Trang, kêu Trang khuyên mọi người như thế nào, là một người không có nhiều kiến thức về da liễu, thì mình sẽ nói rằng là mình sẽ khuyên mọi người khi mà đi hỏi một cái spa nào đó để mà triệt lông á, sẽ hỏi là cái đầu đó là có phải là đầu lạnh hay không. Chắc là cái câu đó là cái câu mà mình sẽ hỏi đầu tiên. Thì đối với lại Ngọc á, thì Ngọc có lời khuyên cho mọi người như thế nào về vấn đề triệt lông hả? Thật ra đối với cái vấn đề triệt lông vĩnh viễn á, Ngọc là một fan rất bự đối với triệt lông. Tại vì triệt lông nó mang lại hiệu quả rất là cao so với tẩy lông, wax lông hay là tẩy lông bằng cream. Thì cái triệt lông, cái cơ chế đơn giản nó là người ta sẽ dùng cái năng lượng của cái laser để mà truyền vào cái sợi lông, tại vì cái sợi lông nó có cái gọi là cái melanin nội sinh. Thì nó sẽ nhờ cái melanin đó là cái chất dẫn truyền năng lượng đi vào cái nang lông và phá hủy cái nang lông và có thể phá hủy tận gốc luôn. Thì cái đó nó sẽ mang lại cái hiệu quả là mình sẽ dọn được tận gốc. Và nó có thể mang, nó có thể gọi là vĩnh viễn, nó sẽ không có mọc lại. Tại vì như thế này nè, có một cái như thế này là có rất là nhiều chỗ họ nói hẳn luôn, và cho đến bây giờ thì Trang vẫn chưa tìm ra được chỗ nào mà họ có thể guarantee 100% là sẽ triệt hết được. Họ chỉ bảo rằng là, nói chung là họ nói là triệt là đến một khoảng thời gian sau từ từ nó sẽ mọc lại, nhưng mà nó chỉ mọc thưa ra. Đúng, và nó mọc mỏng hơn thôi, chứ không phải là 100% nó sẽ đi luôn, nó sẽ mất luôn. Dạ. Vậy thì Ngọc có thể giải thích về vấn đề này được không? Thật ra thì ok, bây giờ mình sẽ nói sơ sơ về cái giai đoạn phát triển của lông đi. Thì lông nó sẽ có 3 cái giai đoạn phát triển. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn phát triển của lông, là kéo dài khoảng 6 tháng. Sau đó là sẽ tới cái giai đoạn thoái triển là khoảng 2-3 tuần. Sau đó là tới giai đoạn nghỉ là khoảng tầm 2-3 tháng. Thì trên cái vùng da của mình á, thì những cái nang lông nó sẽ
cái những cái giai đoạn nó sẽ không xảy ra cùng lúc với nhau. À, okay. Nên khi mà các bạn, khi mà mình đi triệt lông, ví dụ mình triệt cái sợi lông A là nó ở cái giai đoạn phát triển đi. Khác, đúng không? Thì ok, nó sẽ bay biến hết, nhưng mà cái sợi lông B thì nó ở cái giai đoạn mà giai đoạn nghỉ chẳng hạn, nó chưa mọc, thì sau một thời gian nó sẽ mọc lên, thì lúc đó thì mình lại triệt tiếp. Thì cái việc mà triệt lông như vậy á là nó sẽ cái hiệu quả nó mang lại là cái sợi lông nó sẽ mọc thưa dần và từ từ, đối với một số người thì nó sẽ là biến mất hẳn luôn. Tại vì cái chuyện mà có triệt hết hẳn hay không thì nó tùy thuộc vào cái cơ địa của mỗi người nữa. À ok. Nhưng mà nếu như mà tính ra thì về vấn đề triệt lông á, thì nó lại là một cái loại mà nó ít đau nhất trong tất cả những tất cả những cái cách mà để các bạn tẩy lông, thì triệt lông là cái cách mà thoải mái nhất. Và ngay cả đối với vấn đề mà phần bikini thì mình nói thẳng luôn, mình là một fan rất là lớn trong cái chuyện là triệt bikini hơn là cạo hay là wax. Vì wax thì nó đau đi ha, không nói đi, nhưng mà ví dụ như cạo thì mình cảm thấy nó sẽ không thể nào mình làm cho nó sạch hết được. Nhưng mà nếu như mà đi triệt á, mình sẽ yên tâm hơn rất là nhiều và cảm thấy nó cũng mịn màng hơn hẳn nữa. Về một cái số vấn đề như là ở trong cái khi mà người, tại vì laser nó cũng là một trong những cái phương pháp để làm sáng da nữa. Đúng, chính xác. Vậy thì cái việc mà các bạn đi triệt lông như vậy nó cũng là một cái nào một cách nào đó làm cho cái phần cô bé nhìn nó sáng sủa hơn không? Đúng rồi. Tại vì bây giờ cái công nghệ laser nó rất là đa dạng, nó có rất là nhiều loại laser khác nhau với những cái bước sóng khác nhau. Thì đối với bản thân của Ngọc ấy thì Ngọc khuyên các bạn là nên dùng cái kỹ thuật IBL. Đó là triệt lông bằng ánh sáng. Thì đối ví dụ đối với cái laser thông thường á thì nó chỉ là một cái tia thôi, nghĩa là một cái tia sáng. Còn cái đối với IBL nó là một cái gọi là một cái chùm tia. Đúng rồi. Thì cái IBL được chứng minh là một trong những cái kỹ thuật triệt lông mà được sử dụng phổ biến rộng rãi và hiệu quả nhất hiện nay. Và bên cạnh đó, khi mà dùng IBL nó còn có thể có tác dụng là trẻ hóa da. Tại vì nó kích thích cái collagen ở phía dưới là nó tăng sinh collagen và nó sẽ làm mịn da và có thể là che cái lỗ chân lông nữa. Nếu mà như vậy thì nếu như mà tính ra mà bỏ tiền ra để triệt lông bằng phương pháp IBL thì là đi một được hai rồi, đúng không? Tuy nhiên không những là triệt được lông mà còn làm cho da của bạn tăng sinh khả năng tăng sinh collagen luôn, chứ không phải là tăng sinh cái khả năng tạo ra collagen hả? Đúng rồi, nó tức là nó sẽ kích thích cái lớp collagen ở cái dưới da của mình. Ok, vậy thì còn tốt hơn cả những gì mà mình nghĩ nữa. Nếu mà như vậy á thì hả, tại sao mà các bạn lại không đi triệt lông ta? Mình rất là suy nghĩ luôn á. Vì nếu như thế này nha, Ngọc đang là một người ở cái phương diện mọc, Ngọc là bác sĩ nói về cái nguyên lý của nó, còn mình sẽ đứng ở đây để nói cho mọi người nghe về cái kinh tế. Và vấn đề kinh tế rất nhiều người nghĩ rằng là nếu như các bạn bỏ ra ví dụ như 2-3 triệu gì đó để triệt đi, thì mọi người nghĩ rằng là nó rất là đắt. Nhưng mà thật ra mọi người chia cái tiền đó ra thì nó không đắt một tí nào cả. Đa phần bây giờ những cái gói các bạn mua 2-3 triệu là người ta sẽ bảo hành, ví dụ như bảo hành 5 năm đi. Thì trong 5 năm đó khi mà các bạn bị mọc lại, các bạn tới, các bạn làm, các bạn đâu bị chạc phí đâu. Thì nếu mà tính ra nếu như bây giờ trong 5 năm đó đi mà các bạn làm, mình nói 20 lần thì nó vẫn rất là rẻ. Một lần nó chỉ có 100.000 thôi và nó rất là rẻ, mà nó lại không có đau và nó lại quá dễ chịu cho cơ thể của mình đi. Nó chỉ hơi châm chích một tí thôi. Nếu mà như vậy thì quá tốt luôn. Mình nghĩ là các bạn nên đi rất là nhiều. Vậy thì khi mà các bạn muốn đi triệt thì chỉ cần hỏi cái chỗ triệt đó là làm theo công nghệ nào, đúng không? Đúng rồi. Và nên chọn công nghệ IBL. Rồi ok, quá hay luôn. Thì ở vấn đề kinh tế lẫn vấn đề về kiến thức thì đều chọn triệt lông là một trong những cái mà tuyệt vời nhất các bạn nên đầu tư cho bản thân của mình nha. Ví dụ như là các bạn mua cream đi. Mình nói các bạn mua cream, chắc một cái hộp cream là chắc khoảng được 50.000 không ta? Mình nói giả sử như 50.000 đi. Thì bạn mua 3 triệu tiền cream, bạn vẫn không thể nào có được một cái làn da, cũng không thể nào mà có được cái hình thù lông như là bạn muốn, hoặc là cái độ mất mát lông như là bạn muốn được. Ok, vậy thì Ngọc nói đến bây giờ thì mình càng hiểu hơn ở một cái việc đó là khi mà chúng ta đi triệt lông nó là một cái quá trình, một cái thời gian. Đúng rồi, các bạn phải chịu khó, kiên nhẫn. Thì cái trung bình á, cái tổng thời gian mà điều trị á là có thể tầm khoảng 7-8 lần. Và các bạn khi mà các bạn đi triệt lần đầu tiên á, cái lần đầu tiên với lại cái lần thứ hai á,
mới chuyệt xong á, cái nó sẽ gọi là lông nó sẽ mọc hơi nhiều hơn tí xíu, tại vì cái nang lông nó bị kích thích. Nhưng mà các bạn cũng không có, không nên quá lo lắng, tại vì cái hiệu, các hiệu quả mà các bạn thấy là kể từ cái lần thứ hai trở đi, các bạn sẽ thấy rất rõ sự hiệu quả của đúng nó. Giống như bản thân chân của Trang đó là Trang wax lông, Trang triệt lông từ trước. Thì cái lúc mà triệt lông đến bây giờ thì lâu lâu mình gấp quá thì mình cũng cạo đi cho nhanh trước khi mà mình đi triệt lại. Nhưng mà mình nhận ra được đó là nó có rất là nhiều chỗ trên chân của mình bây giờ nó đã bị lỗ, bị loang lỗ, vì nó đã những cái phần nó đã mất đi rồi và có những phần nó vẫn còn. Thì nó sẽ dành một thời gian chúng ta phải cố gắng quay lại để thực hiện cái liệu trình cho đến khi chúng ta hết sạch lông ha. Rất là nhờ Ngọc mà làm cho mình càng rõ ràng hơn về cái việc, vì ngày trước thì mình cứ nghĩ rằng đó là triệt lông thì nó sẽ không bao giờ hết 100% được. Nhưng thật ra là nó sẽ nằm theo cái vấn đề là bạn phải đi theo cái lộ trình đó như thế nào rồi. Nữa và còn tùy thuộc vào cái cơ địa của mình nữa. Nhưng mà cho dù như thế nào thì mình vẫn thấy là bỏ tiền ra để triệt lông là một trong những khoản tiền đáng để bỏ ra nhất. Đúng và rồi, thật sự rất là kinh tế luôn. Ok, vậy thì bây giờ mà đã nói sơ qua hết tất cả những cái để triệt rồi đúng không, thì sẽ có rất là nhiều bạn hỏi như thế này, đó là nếu như mà những cái điều mà mình gọi là khuyến cáo các bạn sau khi mà tẩy lông á, sau khi mà tẩy lông bằng tất cả các phương pháp thì các bạn nên như thế nào? Mình giả sử như nha, là ví dụ như Trang thì Trang thấy là sau khi mà các bạn cạo lông đi, hay là ngay cả khi mà các bạn mới vừa dùng cream đi, hay là ngay cả khi các bạn mới vừa wax hoặc là mới vừa triệt về á, thì ở vùng bikini nha, thì mình luôn luôn cảm thấy khuyên là các bạn không nên quan hệ. Không biết á thì Ngọc thấy cái điều đó như thế nào hả? Tại vì đối với cái vùng bikini là cái vùng da rất là nhạy cảm, rất là đỏng đảnh, thì mình tốt nhất là mình đừng đụng gì vào chỗ đó trong 24 tiếng. 24 tiếng như vậy là không có thoa mỹ phẩm, và chỉ nếu mà các bạn thấy mà nó hơi rát á, thì các bạn có thể thoa lotion hoặc là gel lô hội để cho nó làm dịu da một tí thôi. Xong rồi sau đó là mình sẽ không có thoa bất cứ cái gì lên, và khi mà các bạn quan hệ đi thì nó sẽ cọ sát vô cái phần đó thì nó sẽ làm cho da mình cảm thấy rất khó chịu, rất là đau. Thật sự là rất là đau. Thì cái này là không riêng gì nhìn cho nữ mà ngay cả nam cũng vậy nữa. Các bạn cũng phải hiểu cái cảm giác là như này. Thì các bạn nghĩ là ồ không sao đâu, nhưng mà thật ra cái phần mu của các bạn thì các bạn quan hệ nó sẽ vẫn cà sát cho nhau và nó sẽ vẫn rất là đau. Cho nên là mình khuyên là không nên một tí nào cả. Video này không đơn giản chỉ dành cho tất cả các bạn nữ vấn đề lông nha, mà các bạn nam cũng có thể hoàn toàn sử dụng cái chuyện này luôn. Đối với nam á, thì nó sẽ đỡ hơn một tí là các bạn không đơn giản chỉ có cạo, mà các bạn có thể dùng cái tông đơ theo tiếng Việt, theo ý tiếng đúng Việt á, để làm cho nó ngắn lại thôi, cũng không nhất thiết là phải cạo thật là ngắn. Nhưng mà Ngọc có cái lời khuyên là nếu như các bạn dùng tông đơ để làm gọi là tỉa gọn lại phần lông á, thì nên giữ lại bao nhiêu cm lông là tốt nhất? Thật ra thì đối với nó là tùy thuộc vào bản thân các bạn. Tại vì đối với một số người Việt á, thì lại thích lông dài, có người thì lại thích cạo hết. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn giữ lại thì khoảng tầm 1cm đổ lại thôi. Tại vì nếu như mà ngắn quá thì nó lại cứng, nó cứng rồi. Và nó ngứa. Còn mình có thể là để tầm khoảng 1cm để cho nhìn cho nó gọn, nó tươm tất. Nhìn đúng rồi, nhìn nó gọn và các bạn cũng dễ vệ sinh hơn. Và một cái thứ hai nữa là khi mà cô gái có quan hệ với bạn á, thì nó sẽ không có bị đau quá. Tại thật ra là nếu như mà các bạn cắt nó quá ngắn mà nó quá đứng á, thì khi mà mình giả sử như ở cái tư thế cưỡi ngựa, nghe rất là xin lỗi nhưng mà cái gì mình nói hơi phải rõ ràng một tí, ví dụ như trong một cái tư thế cưỡi ngựa đi thì nó sẽ rất là đau. Nó sẽ không khác gì bạn lấy cái gương mặt của bạn mà lấy cái bàn chải á, bạn chà lên gương mặt của bạn. Cảm giác nó sẽ y chang như vậy luôn, giống như là các bạn chải chà lên mặt vậy đó. Vậy cho nên là các bạn nam nhớ nha, nếu như các bạn cạo tỉa gọn cái phần lông á, thì mình có như Ngọc có một cái lời khuyên là hãy để lại khoảng 1cm thì nó sẽ là ok nhất và nó cũng sẽ làm cho tất cả mọi người thoải mái nhất ha. Rồi ngoài cái vấn đề đó ra thì đối với lại các bạn nữ á, thì theo Ngọc á, thì Ngọc nghĩ rằng là các bạn, nếu các bạn triệt lông, các bạn nên triệt hết hay các bạn nên để lại một phần lông, hay là cái đó là quyền quyết định của mỗi một người khác nhau? Cái đó là tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người thôi. Các bạn có thể giữ lại một tí, có thể các bạn có thể tạo hình cũng được nữa. Đúng rồi, tim. Đó là miễn sao các bạn làm cho nó thật là nó gọn gàng nhất có thể. Thêm một cái nữa là cái của đối với là phần của con gái á, thì cái lời khuyên của mình á là các bạn nên dọn sạch cái phần ngay cái phần môi á. Đúng, chính xác. Cái phần môi là cái phần các bạn cần phải dọn sạch nhất.
Còn ví dụ như cái phần trên phần mu đi, có thể là các bạn dọn cho nó gọn lại cũng được, hoặc là các bạn dọn hết cũng là tùy theo mỗi người, thì cái đó là lựa chọn của mỗi người. Nhưng mà đối với lại cái phần môi á, thì mình có một lời khuyên rất là lớn là các bạn nên dọn cái phần môi cho nó sạch. Vì nó thẳng ra luôn á, khi mà các bạn dọn cái phần môi cho nó sạch á, cái cảm giác nó cũng sẽ dễ chịu hơn. Còn nếu mà bạn để lông mà cỡ 1 cm á, nó cũng cực kỳ khó chịu. Đúng rồi. Và nhất là khi mà các bạn quan hệ, ngay cả khi các bạn quan hệ tình dục á, cực kỳ khó chịu luôn. Tại vì biết sao, khi mà ví dụ như mình đang cỡ này, một cái dương vật nó đi vô thì giống như mấy cọng lông nó sẽ lận vô bên trong rồi đó các bạn. Nó sẽ rất là đau, nó cũng sẽ rất là rát nữa. Và đó cũng là một trong những lý do mà một số bạn cảm thấy rất là rát cái khúc đầu thôi nha. Tức là các bạn bảo là khi mà mới vô thì chỉ có ngay cái cổng đầu em bị đau thôi, nhưng mà bên trong không có bị đau. Thật ra cái việc mà các bạn để lông tùm lum tà la như vậy á, nó cũng là một trong những cái lý do của cái chuyện đó luôn á. Cho nên là hãy nhớ cho kỹ ha. Vậy thì ngày hôm nay tính ra là video này là cũng nói ra khá khá được rất là nhiều những cái vấn đề. Anh edit nãy giờ anh nghe xong rồi anh có thấy anh giải quyết được vấn đề lông của nhà anh không? Edit ok rồi. Edit ok là mình tin là chắc mọi người cũng sẽ ok luôn, tại vì ông phải nghe nhiều lắm. Ok, nếu mà mọi người có bất kỳ những cái câu hỏi gì thì mọi người cứ để ở phần comment, hoặc là mọi người có thể inbox cho tụi mình ha. Thì tụi mình sẽ tiếp tục chắc lọc rất là nhiều câu hỏi, và tụi mình sẽ tiếp tục mời Ngọc quay trở lại với show một lần nữa để trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn về lông ha. Nhưng mà mình tin rằng là trong tập ngày hôm nay cũng đã đưa cho mọi người một những cái và là những cái cách thức nhất định và những cái điều các bạn cần phải hiểu về lông. Nếu các bạn cạo thì phải như thế nào, mà nếu như các bạn triệt thì phải như thế nào. Nhưng u như kỹ y như cũ là Trang và Ngọc thì luôn khuyên các bạn nên triệt đi nha. Rồi ok, cảm ơn Ngọc rất là nhiều đã dành thời gian tới Sắc Edu by Trang, và cảm đã dành Trang. Thời gian để chia sẻ cho mọi người. Đừng quên comment để cho tụi mình biết rằng bạn thích bác sĩ Ngọc như thế nào, để còn mời Ngọc quay trở lại nữa nha. Rồi ok, bye bye mọi người. Bye bye mọi người.